Xin chào các bạn, hoan hỷ chào đón các bạn đến với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Ất Mão, tháng Giáp Thân, năm Canh Tý. Và hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày là giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ và giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Về ngũ hành niên mệnh Đại Khê Thủy ngày Ất Mão tức Can Chi tương đồng thuộc mộc, hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm Đại Khê Thủy Kỷ Tuổi Kỷ Dậu Đinh Dậu ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi Kỷ Sửu Đinh Dậu Kỷ Mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy động. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi thành mục mộc cục, xung với Dậu hình Tý hại thìn, phá ngọ và tuyệt thân các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu. Tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ và Canh Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Thiên Phúc, tốt mọi việc, sao Cát Khánh, tốt mọi việc, sao Ích Hầu, tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có như là sao Thiên Lại xấu mọi việc, sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Chu Tức Hắc Đạo kỵ về nhà mới khai trương các bạn nhé. Và ngày 22 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày tam nương tương sát, họa tai không lường, kỵ về cái việc khai trương xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà đó. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên trong cái ngày Mão này đối với bạn tuổi Tý, bạn đang có cái điềm báo vô lệ, trở nên trịnh thượng và xem thường người khác. Và bạn tuổi Tý, bạn nên biết kiểm soát cảm xúc của mình, giữ bình tĩnh thật tốt, vì đó là khi bạn tránh được những cái tác hại khôn lường do tính cách bồng bột của mình gây ra đó bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Tý, thực thần chiếu mệnh, cái điều này mang lại cho cái vận trình của bạn có được cái sự may mắn, nhưng bạn lại có phần chủ quan và chậm chạp, uể oải hơn nữa. Và bạn tuổi Tý, bạn hãy ghi nhận sức mạnh của cái sự chậm rãi và một tốc độ đều đặn, ổn định. Chúng sẽ giúp ích cho bạn được nhiều việc một cách chu đáo và tránh được cái sự sai sót nữa đối với bạn tuổi Tý nhé. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy bạn vẫn có được cái nguồn tài lộc về tiền bạc trong ngày hôm nay. Tuy là nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm bạn cảm thấy vui vẻ, nhờ đó mà bạn có thêm cái động lực để kiếm tiền với mình nữa rồi đó nhá. Và ngày này với bạn tuổi Tý, nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam để tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi Tý nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, đừng có vội vàng đánh giá ai. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, hãy làm việc một cách tận tâm. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, ngày nhiều niềm vui với bạn.
Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, thể hiện được cái sự khéo léo. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, sức khỏe dồi dào. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 8. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường màu nâu, màu cam. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 9 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu, bạn đang có được thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang lại cho bạn tuổi Sửu năng lực tuyệt vời trong công việc luôn nhé. Bạn tuổi Sửu, nếu như bạn buộc phải thể hiện sức mạnh với ai đó, cũng đừng quên thêm vào đó một chút cái duyên dáng và cái sự khéo léo trong giao tiếp, trao chút cho bản thân mình một chút bạn tuổi Sửu nhé. Sự đồng thuận sẽ khiến cho bạn tuổi Sửu, bạn có được cái kỹ năng được hợp tác tương tác tốt nữa đó. Trong ngày này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy bạn đang bị ảnh hưởng bởi những cái mối quan hệ không được tốt xung quanh bạn. Và bạn tuổi Sửu, đừng để cho mình phải tổn thương vì bất cứ ai. Bạn hãy làm tốt những gì có thể, chỉ vậy thôi là được bạn tuổi Sửu nhé. Và trong cái ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn không nên tiến hành đục đẽo hay là di chuyển đồ đạc, bởi rất có thể sẽ làm ảnh hưởng tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi đó bạn tuổi Sửu nhé. Ngày 22 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày tam nương tương sát, họa tai không lường. Bạn tuổi Sửu nên cẩn trọng, không nên tiến hành những cái công việc trọng đại nhé. Ngày này cũng không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa hay là ký kết hợp đồng với bạn đâu đó nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, tiền bạc được hanh thông. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, có cơ hội thể hiện năng lực. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, bạn nên tập trung vào công việc. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, đừng phụ thuộc cảm xúc. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, cẩn thận kẻo mâu thuẫn. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 5. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày mùng 9 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần, bạn đang có được tam hội mà ngày hôm nay bạn tuổi Dần trở nên hòa nhã, dễ gần và được lòng mọi người hơn đó nhá. Tuy nhiên, việc bạn muốn hàn gắn cái mối quan hệ nào đó không thể vội vàng được, cả hai cần phải có thời gian. Vì thế mà bạn tuổi Dần, bạn đừng có nóng lòng bạn nhé. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dần, tài chính mang lại cho bạn cái cơ hội kiếm tiền. Và bạn tuổi Dần, vì thế mà bạn nhớ tập trung để chớp lấy cái cơ hội cho mình, đừng để cho người khác làm bạn sao nhã, mất đi cái sự tập trung, nhất là khi lựa chọn thông tin cơ hội thực sự tốt ở những cái lĩnh vực mà bạn hiểu biết rõ nhất thôi đó. Vì vậy, bạn tuổi Dần, bạn đừng có nghe theo lời ai đó nói quá nhiều bạn nhé. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dần, mộc khí vượng, cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi Dần lại đang có xu hướng đi xuống vì cái sự chủ quan của bạn. Khi thấy mệt mỏi và căng thẳng, bạn tuổi Dần nên nghỉ ngơi sớm và đừng để cho cái sự mệt mỏi, căng thẳng kéo dài. Cái điều này sẽ khiến cho bạn bị ốm, kiệt sức đó bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, nhận được sự giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, tình hình tài chính được cải thiện.
Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, có cơ hội kiếm tiền. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, công việc hanh thông. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, sức khỏe có nhiều vấn đề. Được. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, màu cam, màu trắng. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, bạn đang gặp được thiên tài chiếu mệnh, mang lại cho bạn tuổi Mão có được cái nguồn tài lộc dồi dào trong ngày hôm nay luôn nhé. Và bạn tuổi Mão có người còn có đủ may mắn để nhận được tài sản thừa kế, có cái cuộc sống tốt đẹp nữa rồi, có những người với bản tính tốt luôn quý trọng sức lao động, nên bản mệnh được ghi nhận tài năng và được tặng thưởng nữa rồi đó bạn tuổi Mão nhá. Ngày này đối với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày có mộc khí vượng. Cái điều này cho thấy bản mệnh rất dễ gặp phải những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe trong ngày hôm nay. Cơ thể của bạn đang có xu hướng nóng hơn và khiến tính cách của bạn rất dễ trở nên nóng nảy, cáu kỉnh hơn luôn. Và bạn tuổi Mão, bạn cũng cần phải điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống, chế độ tập luyện thể dục, thể thao, cũng như là sắp xếp công việc phù hợp để có được cái sự nghỉ ngơi, tăng thêm sức khỏe cho mình bạn tuổi Mão nhé. Trong cái ngày 22 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày tam nương tương sát, không được tốt. Cái điều này dẫn đến họa tai không lường. Chính vì vậy, bạn tuổi Mão trong ngày này không nên tiến hành những cái công việc trọng đại nhé. Ngày này, bạn cũng đang chịu tác động của các sao xấu như là sao Thiên Lại, sao Hoang Vu, sao Chu Tức, Hắc Đạo. Các việc xuất hành đi xa với bạn không được thuận lợi, đặc biệt là những bạn làm ở văn phòng đang có cái điểm báo, có cái sự sai sót về giấy tờ, không nên ký kết hợp đồng bạn nhé. Ngày này, nếu như bạn xuất tuổi Mão xuất hành đi xa thì bạn nên chọn cái hướng tốt như là Hỷ Thần, hướng Tây Bắc, Tài Thần, hướng Đông Nam để tăng thêm cái vận may cho mình. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy, mọi việc thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa nên nghỉ ngơi nhiều. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, đừng đổ lỗi cho người khác. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, hãy cân nhắc người bạn thân thiết. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, sức khỏe không được tốt nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, màu đỏ, màu xanh dương. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Tý. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp ngày Mão Thìn tương hại. Cái điều này sẽ ảnh hưởng không ít đến cái đời sống của bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay. Ví dụ như người ở bên cạnh bạn có ảnh hưởng rất nhiều đến bạn, có thể chính là cái hình mẫu mà bạn sẽ trở thành trong tương lai đó. Vì vậy mà bạn tuổi Thìn, bạn hãy chọn đối tác thích hợp nhất để xây dựng cái mối quan hệ thay vì chơi với những người không phù hợp bạn tuổi Thìn nhé. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thìn, chính ấn chiếu mệnh chia chở cho bạn mọi việc, bao gồm cả cái vấn đề về tiền bạc diễn ra được tốt đẹp, trong khi bạn tuổi Thìn không cần phải có nhiều cái nỗ lực với mình rồi. Sau cùng, mọi thứ diễn ra với cái tốc độ nhanh hơn trước. Cái điều này mang lại cho bạn tuổi Thìn thật nhiều cái động lực mới cho bạn để tiến hành những cái công việc, những cái ý tưởng của mình nữa bạn tuổi Thìn nhé. Và ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc.
Cái điều này cho thấy tình cảm của bạn mệnh đang có vấn đề khó nối. Cuối ngày bạn nên dành thời gian cho cái việc chăm sóc gia đình, đi mua sắm đồ đạc cần thiết để tìm lại hâm nóng niềm vui cho gia đình mình, bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, tránh nhìn vấn đề tiêu cực. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, được nhiều người giúp đỡ. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, hãy chia sẻ niềm vui với mọi người. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, thường gặp may mắn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, họa không thực lòng quan tâm bạn. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang có được chính quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ, bạn có được cái sự tập trung để làm thế nào để có được những cái bước tiến hay là sự cải thiện trong cái sự nghiệp, công việc của mình. Tuy nhiên, hôm nay không phải là cái thời điểm thích hợp để đưa ra những cái quyết định vội vàng liên quan đến cái sự giao dịch bất động sản, mua bán hay là sắm sửa nhà cửa và ký kết hợp đồng nữa bạn tuổi Tỵ nhé. Ngày này với bạn tuổi Tỵ, ngũ hành tương sinh cho thấy cái vận trình của bạn có được cái sự thuận lợi cả cái chuyện tình cảm lẫn cái chuyện tiền nong. Tuy nhiên, bản mệnh lúc này nên sống thực tế hơn một chút, tránh bị người khác lợi dụng một cái lòng tin của mình rồi. Và đặc biệt, cái ngày 22 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày tam nương tương sát, họa tai không lường. Chính vì vậy, bạn tuổi Tỵ trong ngày này không nên tiến hành những cái công việc trọng đại như là khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà bạn tuổi Tỵ nhé. Ngày này bạn cũng đang chịu tác động của những sao xấu như là sao Thiên Lại, sao Hoang Vu, sao Chu Tức, Hắc Đạo, không thích hợp để cho bạn làm những cái công việc tốt, đặc biệt là đối với những bạn làm ở văn phòng đang có cái điểm báo có cái sự sai sót về giấy tờ. Chính vì vậy bạn không nên ký kết hợp đồng trong ngày được. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, theo đuổi mục tiêu của mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, công việc diễn ra suôn sẻ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, tình cảm thuận hòa. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, tránh cố làm người khác vui nhé. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, tránh suy nghĩ tiêu cực đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ trong cái ngày này bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên ngày Mão này đối với bạn tuổi Ngọ, những thành viên trong gia đình có thể mang tới cho bạn nhiều điều mà bạn cần phải bận tâm đau đầu đó nhá. Tuy nhiên với bạn tuổi Ngọ, cái điều đó không hẳn đã là xấu. Cái cách tốt nhất để sử dụng cái khoảng thời gian này có thể là dọn dẹp, sắp xếp lại tất cả trong gia đình bạn tuổi Ngọ nhé. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Ngọ, thiên quan chiếu mệnh nhắc nhở cho bạn tuổi Ngọ, bạn đừng có đặt ra bất kỳ cái giới hạn cảm xúc nào cho bản thân. Bạn hãy cứ cười thật to nếu như bạn thấy vui và khóc òa lên nếu như bạn cảm thấy buồn phiền. Như thế bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhẹ nhõm hơn rất chi là nhiều đó bạn tuổi Ngọ nhé. Ngày này bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp ngày có mộc hỏa tương sinh. Cái điều này cho thấy tình hình tài chính của bạn mệnh
lúc này khá chi là tốt. Bạn đừng có chủ quan mà hãy tiếp tục duy trì cái thói quen nhỏ nhưng hiệu quả về tiền bạc mà bạn đang theo đuổi bấy lâu nay đó bạn Tuổi Ngọ nhé. Nhưng trong cái ngày 22 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày tam nương tương sát, họ tai không lường. Vì vậy mà bạn Tuổi Ngọ trong cái ngày này không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại như là khai trương, xuất hành, cưới hỏi, xây dựng. Và đặc biệt đối với những bạn làm ở văn phòng, không nên ký kết hợp đồng bạn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim, mâu thuẫn về tình cảm. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, để xảy ra sai sót. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc Hỏa, tiền bạc được hanh thông. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ, sống thật cảm xúc của mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc, có người hiểu nhầm. Về đánh giá của bạn Tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mùi ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi. Cho nên trong cái ngày Mão này đối với bạn tuổi Mùi ạ, bạn đang có được báo hiệu mang lại cái tin vui và hy vọng trong cái chuyện tình yêu đối với bạn tuổi Mùi nhé. Và bạn tuổi Mùi nếu không thì hôm nay cũng sẽ mang đến cái cơ hội gặp gỡ một cái nhân vật đặc biệt nào đó với bạn, mang lại cho bạn rất nhiều những cái điều thú vị, những cái tiếng cười và cả những cái bất ngờ ở phía trước nữa bạn tuổi Mùi nhé. Thiên ấn chiếu mệnh, cái điều này cũng mang lại cho bạn tuổi Mùi có được cái năng lượng sáng tạo không ngừng cho bạn tuổi Mùi, đặc biệt là khi bạn có thể áp dụng những cái thông tin, những cái ý tưởng này vào công việc để gia tăng kiến thức và tiền bạc cho bản thân mình. Bạn đừng quên cảm ơn người đã mang lại cho bạn những cái cơ hội tốt như vậy bạn tuổi Mùi nhé. Nhưng trong cái ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp ngày có mộc khắc thổ. Cái điều này làm cho bạn đang có cái điểm báo không vui liên quan tới tiền bạc. Bạn nên tìm cách xử lý cái tình hình ngay lập tức, chớ để cho mọi thứ đi quá xa, bạn sẽ phải hối hận vì những cái sai lầm của mình gây ra. Bạn cần phải tỉnh táo nữa bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, hãy giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, tình cảm đã tốt lên. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, hóa giải được hiểu lầm. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, cẩn thận khi chi tiêu. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, tránh bị mất đồ rồi. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thân, vận trình của bạn đang có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Thân mọi việc diễn ra trong ngày hôm nay có phần trái ngược với bạn, khi những cái cố gắng của bạn tuổi Thân không được ghi nhận, khiến cho bạn đặt ra câu hỏi tốt nhất là gác những cái thị phi sang một bên và làm những cái điều mà bạn cho là cần thiết nữa rồi. Ngày này đối với bạn tuổi Thân, bạn cũng đang gặp ngày có mộc kim xung khắc. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn tuổi Thân cũng đang đi xuống. Có thể vì có quá nhiều việc nên bạn chẳng thể nào dành chút thời gian cho bản thân mình. Bạn cần phải nghỉ ngơi và cần để được sạc lại cái năng lượng cho mình nữa bạn tuổi Thân nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Thân, bạn cần phải chú ý bởi ngày này là ngày tam nương tương sát, không nên tiến hành những cái công việc trọng đại. Tam nương tương sát, họa tai không lường, tránh những cái việc như là
cầu tài lộc, khai trương xuất hành, cưới hỏi hay là ký kết hợp đồng trong ngày bạn tuổi Thân nhé. Và cái ngày 22 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày tam nương tương sát, họa tai không lường. Chính vì vậy mà bạn tuổi Thân trong ngày này không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại như thế là khai trương xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa về nhà cửa đó. Và đặc biệt đối với những bạn kinh doanh buôn bán hay là những bạn làm ở văn phòng thì đang có cái điểm báo, có cái sự sai sót về giấy tờ, đặc biệt là bạn không nên ký kết hợp đồng trong ngày liên quan đến những cái chuyện tiền bạc. Rất có thể nếu như bạn ký kết thì có thể liên quan tới thị phi kiện tụng của bạn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, đừng quên tập thể thao. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, nhiều sự việc không như ý. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, bạn dễ bị ốm. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, không nên cho ai lời khuyên. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, bạn dễ tức giận. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Dậu thứ tư, ngày 9 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cho nên trong cái ngày Mão này đối với bạn tuổi Dậu, bạn tỏ ra thiếu đi cái sự kiên nhẫn với những việc đang thay đổi trước mắt mình. Phần lớn lý do là bạn chưa biết chấp nhận thực tế mà thôi, vì có những cái lúc thay đổi cần thiết với bạn đó bạn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang chịu ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc, cho nên những cái vấn đề về sức khỏe của bạn lúc này cũng rất đáng quan tâm. Có thể có những cái biểu hiện nhụa trên da thôi, nhưng bạn cũng không được chủ quan đâu nhé. Nếu cần thiết, bạn hãy đi thăm khám bác sĩ càng sớm càng tốt. Trong cái ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dậu, tỷ kim chiếu mệnh làm cho bạn tuổi Dậu, bạn có cái vị trí trung gian phân xử mọi cái vấn đề nào đó, tinh thần của bạn chẳng thoải mái chút nào. Bạn đừng quên rằng mọi người cần chúng ta vì chúng ta chân thành, nói ra sự thật thay vì cái sự im lặng, bởi không muốn tổn thương cho bất cứ bên nào. Vậy thì bạn hãy thẳng thắn lựa lời mà nói để phân xử sao cho tốt bạn tuổi Dậu nhé. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, bạn không nên há miệng chờ sung. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tránh bàn luận về vấn đề nhạy cảm. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, có dư luận trái chiều. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, nên tôn trọng ý kiến của người khác. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Tuất thứ tư, ngày 9 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất đang gặp được lục hợp. Đây là dấu hiệu tốt cho bạn tuổi Tuất, làm gì cũng nhận được cái sự đồng thuận, ủng hộ của khá chỉ là nhiều người và cấp trên nữa nhé. Thậm chí có người còn góp công, góp sức, có người còn góp cả tiền cho bạn nữa. Ngày này đối với bạn tuổi Tuất, chính ấn chiếu mệnh nhắc nhở cho bạn cái điều duy nhất mà bạn tuổi Tuất cần phải làm trong ngày hôm nay là điều đủ những cái công việc, những cái mục tiêu mà mình mong muốn. Bạn hãy làm việc thật hiệu quả thay vì để bản thân bị ảnh hưởng bởi bất cứ cái yếu tố nào, bạn tuổi Tuất nhé. Và trong cái ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tuất, bạn đi đâu thì cũng ưu tiên đi hướng hỷ thần, hướng tây bắc
và tài thần hướng đông nam để tăng thêm cái vận may cho mình. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, tránh đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, hãy đưa ra quyết định của riêng mình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, nên ăn nhiều hoa cỏ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, hãy thẳng thắn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Hợi, vận trình của bạn đang gặp được ngày ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi, cho nên bạn đang có được báo hiệu có tin vui về cái chuyện tình cảm, đặc biệt là đối với những ai đang còn độc thân. Và ngày này có những cặp đôi thì bàn chuyện cưới xin sau một cái thời gian tìm hiểu và yêu nhau. Trong khi đó có những cặp vợ chồng thì đón tin vui về bầu bí, xôn xao cả dòng họ, làng xóm. Và bạn tuổi Hợi, bạn cũng sẵn sàng bung lộ với ai nhận được hồng phúc tề thiên này đó bạn nhé. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Hợi, thương quan chiếu mệnh, cái điều này lại khiến cho bạn tuổi Hợi không được mấy tự tin với những gì đang có những hướng đi trong cái đời sống mà bạn đã lựa chọn, nhưng lại đặt ra câu hỏi hồ nghi rằng liệu chúng có thực sự thích hợp với mình hay là không. Và cái sự thay đổi luôn luôn là đáng sợ, nhưng nó liên quan đến cái đời sống thiết thực của bạn tuổi Hợi nhé. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Hợi, mộc thủy tương sinh, cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi Hợi đã cải thiện rất chi là đáng kể. Bạn dễ bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết và mắc bệnh theo mùa. Và bạn tuổi Hợi, bạn nên quan tâm nhiều hơn đến cơ thể, nên ăn nhiều hoa quả, nhất là quả có nhiều vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho mình bạn tuổi Hợi nhé. Đặc biệt ngày 22 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày tam nương tương sát, họa tai không lường. Chính vì vậy mà bạn tuổi Hợi trong cái ngày này không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại, như thế là khai trương xuất hành, cưới hội hay là cất nhà bạn tuổi Hợi nhé. Đặc biệt là những người kinh doanh buôn bán hay là những người làm ở văn phòng liên quan đến giấy tờ, tiền bạc, ký kết hợp đồng thì cần phải hết sức thận trọng. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, không cố biện minh lỗi lầm. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, tình cảm hài hòa. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, công việc có nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, bạn hãy tìm lại động lực cho mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, bạn hãy học hỏi từ thất bại nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.